tuyệt vời luôn. Vâng, chính Trang Aronde xin kính chào toàn thể quý vị bạn của anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay tiếp tục video mới thì một lần nữa em test và giới thiệu với toàn thể quý vị bạn của anh chị em một trong những cái sản phẩm loa em gọi đó là loa tay, một trong những cái model, một trong những cái thiết kế để chuyên cho toàn thể quý vị bạn của anh chị em trên toàn quốc sử dụng để phối ghép vào tất cả các cái bộ âm thanh nghe nhạc phòng trà karaoke, tất cả những cái bộ âm thanh để quý vị bạn của anh chị em thưởng thức ngồi uống trà uống cà phê vào các buổi sáng cũng như các buổi tối, hoặc là phối ghép vào sử dụng thêm vào để hát karaoke trong gia đình nhà mình. Thì như quý vị bạn của anh chị em đang theo dõi, đây là một trong những cái modem loa hàng bãi được Trinh Trang OD nhập khẩu về rất chi là nhiều, hiện đang có tại Trinh Trang OD với một cái tình trạng là hàng loa bãi rất chi là đẹp, hàng loa bãi với cái modem là Audio Technology, Audio Technica, Audio Technica, một trong những model được hãng thiết kế là hàng bãi nổi tiếng của Nhật. Thì đây là cái model được thiết kế với một cái cấu hình loa hai đường tiếng, một bát 16 và một tép, một bát 16 một tép, và với một cái thiết kế là cái chiều ngang là khoảng độ 30, chiều cao khoảng độ 20 và chiều sâu tầm khoảng độ 22. Thì đây đằng sau đây, toàn bộ đằng sau với cái thiết kế là quý vị bạn của chị em đang theo dõi là Audio Technica, hàng bãi của Nhật được sản xuất tại China với cái model KSB51, và cái loa có công suất là 120W với cái trở kháng là 8 ohm, sử dụng để phối ghép với tất cả các cái bộ âm thanh nghe nhạc và hát karaoke phòng trà phòng cà phê rất chi là tuyệt vời, cái tiếng rất chi hay quý vị bạn của chị em nhé. Loa rất chi hay. Và đây là cái chiếc loa em đã tháo rồi. Đây em đã tháo ra để quý vị các bạn của anh chị em tiện theo dõi luôn. Đây là một củ bát và đây là một củ chép rất chi là đẹp. Đây em để chúng đây, cái củ loa bát đây. Cái miệng thì nó thiết kế là bé anh chị em nhé, miệng thiết kế bé. Thế nhưng mà toàn bộ cái cấu hình về cái côn cũng như cái củ tư thì hoàn toàn nó là của loa to luôn. Đấy, nó là một chiếc loa to, nó thiết kế là thu gọn thu nhỏ lại. Đây em để ở dưới đây, anh chị em để ý đây. Đây là củ loa B&B, củ loa B&B 252, và đây là củ loa Audio Technica, toàn bộ củ từ giống nhau luôn, to giống nhau, từ 250 rất chi là khỏe. Loa bé nhưng mà cái côn, cái củ từ, cái rốn đây nó bằng nhau luôn, toàn bộ bằng nhau luôn, rất chi đẹp anh chị em nhé. Đây em tháo một chiếc loa bát 20 ra để so sánh rồi. Thì đây quý bạn của anh chị em đang theo dõi, đây cái chiếc loa này tuy nó là nhỏ nhưng nó là cổ cặp loa bát 20 thu nhỏ lại để cho nó nhỏ gọn, quý bạn của anh chị em sử dụng phối ghép nha, thêm vào tất cả các cái bộ karaoke làm loa lời, loa center rất chi hay, ra tiếng bass rất tốt nhá, và sử dụng ở các cái phòng trà phòng cà phê thì quá tuyệt vời luôn. Đây củ loa tép, đây củ loa tép rất đẹp luôn, toàn bộ bên trong cực kỳ đẹp luôn. Và với cái loa này thì có cái công suất là 120W, trở kháng 8 ohm, rất chi là khỏe cho quý vị bạn của anh chị em phối ghép vào để nghe nhạc và hát karaoke, đặc biệt là sử dụng trong tất cả các phòng trà. Nếu trong phòng khoảng độ 30m, quý vị bạn của anh chị em như 30m, anh chị em sử dụng là đánh hai cặp loa này treo bốn ống nhà và đánh thêm một chiếc súp nữa thì đảm bảo rằng là nghe nhạc hát karaoke rất chi là hay luôn. Và đây ở trong video này là em đang test, em đánh có một đôi thôi, một đôi mà nó đã hay này rồi. Thì quý vị các bạn của anh chị em yên tâm rằng cái chất loa của cái dòng loa Audio Technica này nó có một chất âm rất chi là tuyệt vời, sử dụng nghe nhạc và hát karaoke. Và quý vị các bạn của anh chị em đợi một chút nữa em sẽ test thử karaoke. Thì quý vị các bạn của anh chị em theo dõi cái trang kênh của Trinh Trang RD thì nhớ đăng ký kênh hoặc là chia sẻ thật nhiều để cho toàn thể quý vị các bạn của anh chị em trên toàn quốc là có cái nhu cầu nghe nhạc hát karaoke thì biết đến Trinh Trang Audio đi và liên hệ trực tiếp với em để sở hữu cái model này em mang test và giới thiệu. Thì cái cặp loa này hiện đang được em bán ra với cái giá tầm khoảng độ từ 1.6 triệu đến 1.8 triệu anh chị em nhé, bao toàn bộ loa đẹp xuất sắc, zin hàng bãi cực kỳ đẹp, zin bản luôn, nghe nhạc và hát karaoke rất chi là tốt. Anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang Audio HD, địa chỉ Quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu. Quý vị các bạn cùng anh chị em đăng ký kênh của Trinh Trang và cũng có thể là vào Zalo hoặc Facebook theo số điện thoại 0967697999 để được theo dõi tất cả các cái hình ảnh, các cái video về tất cả các cái sản phẩm âm thanh nghe nhạc hát karaoke được Trinh Trang nó đây nhập khẩu về, và chụp và giới thiệu trên Zalo, Facebook nó chi tiết và nó nhiều hơn.
Và ngay sau bây giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke để quý vị các bạn của anh chị em biết được về cái chất âm tuyệt vời của cái cặp loa audio Technica này. Xin mời quý vị các bạn của anh chị em cùng thưởng thức. Em test chỉ bằng một chiếc Omni nhé, một chiếc Omni Jaguar và đánh một đôi thôi nhé, một đôi audio Technica này. Quý vị các bạn của anh chị em cùng đón nghe. Rất chỉ là đơn giản thôi nhé. Cái chất âm thì nó quá tuyệt vời luôn. Hai, hai linh sáu bảy tám chín mười hai sáu, tiếng rất chi là tốt luôn. Tiếng cực kỳ tốt luôn anh chị em nhé. Đừng nhìn nhau trong mà hoen lệ bờ. Tình dù chưa phai không tránh đường tư ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu. Tình hại chúng ta lẻ lao phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi. Lòng mình mũi xa sao không. Trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời. Hận tình không tan chọn người riêng mang. Rất chi là tuyệt vời luôn. Chỉ với một đôi loa của hãng Audio Technica, quý vị bạn của anh chị em sử dụng để phối ghép thêm vào tất cả bộ dàn âm thanh nhà mình nghe nhạc và hát karaoke, cũng như là sử dụng độc lập ở chơi ở các cái phòng trà, phòng cà phê, rất chi là tuyệt vời. Quý vị các bạn của anh chị em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang OLED, địa chỉ Club 38 Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị bạn của anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất do Trinh Trang OLED test và giới thiệu tất cả sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Xin chào và hẹn gặp lại.